gia đình nào ấy rồi cũng sẽ có lúc phải trải qua đắng cay mặn ngọt. Quan trọng nhất ấy, là phải cho mọi người chỉ được nhìn thấy cái hay, cái đẹp thôi. Hay là mình phải ngửa đi. Con công thì phải ra con công, mà con phượng thì phải ra con phượng. Chứ bản chất là vịt là ngan thì làm sao ra được cái cốt cách của công của phượng được. Cảm ơn Pali đã mang đến những cái công nghệ làm đẹp rất là tiên tiến giúp cho chị em phụ nữ tự tin và trẻ đẹp mỗi ngày.